sống. Cậu nói tới đâu đi bảo. Hello, và xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay thì tiếp tục mình sẽ auto matching của mấy người lạ đây. Ở đây chúng ta đã có ba người lạ rồi. Tổng nói cộng luôn. không, Có cả gái luôn anh em ạ. À. Được thực sự luôn, mình sẽ mở mic để trò chuyện với người lạ nha. Ồ, có một bạn nữ à? Đúng rồi đó. Hay thiệt. Thế là chúng mình được gánh rồi đấy. Ôi, có một người nha. Một người nha. Đâu, nó ở đâu? Bên tôi ông ạ. Bên tôi ông ạ. Bắt đầu thế rồi đấy. Lúc đấy giá hôm nay giá như chiếc na uột nó nóc của không tôi. Nghe rõ nước nước mình tên gì tôi tên đấy nam á à? Giọng bạn nữ nghe cute vậy, bạn nữ cute. Hai chào cậu. Yên tâm cỡ nào số một đi yên tâm. Khó chấm, tốt một yên tâm. Mình YouTube mà tìm. Tìm gì vậy? Cho mình tìm với. Tìm gì? Cậu lên YouTube mà tìm. Tìm cái gì? Mà mày tìm cái gì chứ? Nên tìm cây. Nói ra mà cho mẹ không vui. Họ là tìm đi. Mày ôi, lại nữa. Đùa. Ơ sao cậu bị lốc vậy? Bông. Ôi. Ơ cậu biết tên rồi còn gì nữa. Cậu gì ơi? Cậu gì ơi. Mình cứu nè. Rồi. Rỗi rồi. Đi ra. Nên bỏ ông này ông YouTube mà. YouTuber á. Cứu này. Không biết. Ai YouTuber? Nó yêu nhé. Mẹ. Nó yêu chứ nào không? Không. Được chèn cậu lại. Đừng chọn. Đừng yêu bỏ. Cái phòng ông rồi. Thôi để mình cứu. Để bọn mình cứu nè. Trời ơi. Khổ ghê. Nó biết tên rồi. Khổ ghê. Không nghe lời gì hết. Giờ làm sao để được cứu? À, mic bạn này bị lỗi rồi sao ấy? Không nghe bọn mình nói gì à? Hình như bị lỗi rồi, có bổng ngang gì đâu. Có bổng ngang gì đâu. Thôi, thật im. Khổ ghê. Ông đi cờ lia. Kể cờ lia không hại gì không? Cờ lia rồi sao ấy, gấu ơi. Cờ lia rồi sao ấy, gấu ơi. Để mình cứu gấu ơi. Mình cứu gấu ơi. Chèn lại đừng cho bọn. Chèn lại đừng cho bọn. Ok đấy. Cuộc sống mà này nha. Thế nên là nhắn hết nha. Còn mình sang mà. Vẫn còn mình sang. Tự thiêu luôn à. Yêu cầu. Tôi yêu cầu. Uầy hai cái thính à. Tôi chưa nốt được cái gì luôn đấy. Cái gì luôn đấy, để trang ghi bàn lại được. Có ông nói. Cái này. Có ca này. Nhà đi. Không. Thôi cậu ơi, gấu ơi, đừng dỗi nữa. Đừng dỗi nữa. Tí lên YouTube mà tìm. Tìm ơi đi. Tên ông á, tìm tên ông trên YouTube ra. Bỏ chữ gốt đi. Tìm tên mình á, tìm tên mình thì phải. Tìm đi. Lên YouTube mà tìm là không được ao tìm mày thấy nào. Thấy gì vậy? Mấy quần thấy cái quần què gì vậy? Lên YouTube mà tìm là ông quần tôi phần lê gần. À, tìm mình bắn phần lê gần. Này cho máu này. Không cần, đi ra. Không có máu luôn. Khủng ghê. Lên tâm tâm 1 đi, tâm 1 đi lên tìm tên ông đấy là cần ông có. Có cái gì bị rổ. Ông có máu không cho tôi nhé.
không có máu, có mỗi mỗi phớt được. Tôi hỏi cậu tên là gì chứ hỏi ông thứ hai đâu bị dở à? Ông ấy tên Linh nghe. Biết à? Không phải ông tên Linh. Vẫn chạy, giờ muốn hỏi cái gì nói này. Không hỏi à? Giờ... mệt. Giờ hỏi cái gì? Ô, số 1 ao rồi kìa. Không phải đâu, chắc ông bị ao, bị AK ra, ao bị gì vậy? Bị xe máy cho. Này, chạy vừa mới chạy từ đưa ơi. Tựa đi chiếc nữa không? Đây, cậu gấu ấy ra mình trốn nước này cậu ơi, cậu ơi. Ông được không gian của Lan S S nào đây? Hình như bạn gấu này này không nghe đấy mình nói sao? Không nghe đấy mình nói sao? Mic lỗi rồi. Không phải, không phải. Có nghe. À. Ông mic mic ông vọng quá. Mình chả biết sao mic nó như quần què vậy. Mic game như quần què vậy. Thì mấy ông vọng cũng kêu vọng cũng kêu vọng. Chờ mình chút mình ao ra cái. Mic bị vọng anh em ạ. À. Mình phải vào lại để cho các bạn anh nghe cho nó hợp lý. Vãi trưởng gặp ngay đôi người yêu dỗi nhau này. Một bà kia thì cũng te thật nhưng mà tính chắc trẻ con dỗi. Vãi trưởng ạ. Rồi giờ, rồi nãy giờ. Có máu không? Cái xin máu ấy. Xin máu ấy. Alo. Có 10 cái băng gà này, đấy không? Còn bị vọng không? Còn bị vọng không? Cho. Vẫn vọng không ạ? Ông ở trong phòng kín này. Ừ. Chọn ở đây không ạ? Ông ở phòng kín nó vọng. Nó bị vang thôi chứ, nó không bị vọng gì. Đúng rồi, nó bị vang. Đúng rồi. Tương lai là gấu cũng như thế. Thôi mình cũng chia sẻ thật là mình ngồi trong nhà vệ sinh đi là đi trốn làm vào đây để chơi game mà về nhà vệ sinh đó ạ. Thấy chị ta định nhiệt độ nhá. Ôi tôi vừa thấy một đống á. Bây giờ con nói tên là gì không? Ông vừa nói rồi đấy. Đâu nói đâu? Chưa nghe rõ. Vâng. Bỏ nước mình tên gì tôi tên đấy. Hai cậu là người yêu à? Không. Em ơi. Tưởng người yêu. Ôi. Tôi nhảy xin chơi game này. Yên tâm có số 4 gánh lo gì. Tốc 1 thì là thế đây còn chưa có máu. Thế là gì? Không, không phải. Hai người ngồi cạnh nhau luôn đúng không? Ông lại flare này. Đâu, flare đâu. Ủa, lắm flare rồi. Ông này vừa bắn này. Ông số 1 vừa bắn. Có người ở gần mình này. Tôi không nghe, không nghe. Gấu ơi, nó bắn trên kìa. Ui, gấu chạy xa thế, nó bắn cho tè mò ra. Đây này, nó ở trên khu này có người này mọi người ơi. Ông số 1, ông vừa bắn một, ông vừa bắn phải lên ăn. Ui, ông đưa tay nghèo quá. Xe lên trên này đi, có người. Nên ai tay bộ mà bằng tay to đấy. Chơi từ mùa 3 đấy. Nó chỗ nào vậy không? Ở đây này. Clear. Dưới khu nhà này những có tiếng bắn sao? Ở đây có giá 3 vỡ một tí. Ông bắn nó 12 bộ chí không này? Thôi, mọi người cứ bắn đi, đừng nhường mình. Okay. Mình bắn gà à? Ừ. Không, nhưng mà tôi mua bắn M4 là 12 bộ chia.
Mất đi vị trí. Có tính rồi. À tính thanh niên kia. Ông số 1 bắn tính mà. Thôi đi thôi. Ở đây em tính đâu. Ở đây em tính đâu. Có thể nói rõ ra là gì không? Mày còn... Nói mình tên gì nữa trời. Tên Việt được chưa? Ừ. Trời ơi, có cái tên hỏi từ bên kia nữa nhỉ. Ok, từ đây không hỏi nữa, không hỏi gì luôn. Đúng. Ô, tại sao bạn số 4 nói ạ? Mic không thấy nhảy nhỉ? Ngồi cạnh à? Đâu? Chiếc 3 này, chiếc 3 này. À quên mic số 4 này, quên. Quên mic số 4. Đâu? 3 này. Không phải đó. Ủa? Cuộc sống không ạ? Cuộc sống này... quá bon chen. Không có một bóng người luôn. Đội phòng bọn mày luôn. À, phở le đây rồi, đi. Phở le đây rồi, đi ra đây có người này. Giật hết ca mình. Ui, nó ngồi trong đây. Mẹ nó chứ. Ui mẹ ơi. Kỹ thì bắn tim ra ngoài. Ông có thấy tôi hét không? đi, bệt đi cho thính này là có người này. Sao mắt đấy mọi người có bị tiếp tay không? Tôi gặp mình luôn ấy. Bình thường mà. Không, mic tôi để to, loa tôi để to. Dũng đeo tai nghe đây, để to các kiểu. Ông rơi khỏi nhà vệ sinh nữa đấy. Ừ, ngồi trong nhà vệ sinh nữa chứ. Vẫn đang ngồi ỉa mà, cậu ạ. Nhà vệ sinh là do ông quay quả. Kẻ gác cổng nhà vệ sinh. Đi ỉa cả mấy tiếng đồng hồ. Ngủ luôn trong đấy hả? Đúng rồi. Mắc luôn cái màn trong này. Wow. Cảm ơn. Ngủ trong đây. Có máu chưa? Bọn nó bắn thính tiếp bay nai này. Chắc là họ không rồi. Thấy người rồi. Dạ, dạ hỏi có trả lời. Cái máu không kìa. Không tí lại, ông bom đấy. Hỏi là được tôi biết nha. Ủa, táp thế cũng chết. Ôi, chết rồi ông ơi. Nó cực yếu ở ngay dưới này này. Lốc 1 rồi. Rồi xong đấy. 2 này. Clear rồi đấy. Má, cái M16 giờ nó giảm đam táp. 4-5 viên một người không chết. Nó giảm đam là... Một viên thì như nó giảm 1-2 đam hay sao? 2 hay. Có nhà. Ui. Nghe tiếng. Ui. Hai cây M249 dã nhau. Hai bị gống. Nghe tiếng vậy. Có ốp này, em bắn không? Chết rồi, tôi lại nhặt luôn, đưa đạn ốp rồi. Này, bắn ốp không? Có xe tới. Đi phải tới đây tôi cứu gấu. Gấu này. Mẹ lên. Gấu này. Ôi nằm im luôn này. Cho nằm im. Không để làm gì. Ôi tôi chỉ bắn được một viên à. Bọn điên này. Ôi, cái bé này đâu ấy? Không biết bé này đâu luôn. Bỏ đi, chia nhé. Bỏ đi, đừng vào đây. Ủa, nó táp kìa. Ôi, chết luôn rồi. Ôi. Đồ đất nó làm thế. Chuyện tình cá hồi này.
nó cần phải ăn rồi. Ơ, ông cứu 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 bên kia trước, cứu cứu gấu 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 kìa, gấu gấu 4 là rồi. Ok à. Thế này. Ơ sao ông vẫn cứu tôi? Ơ cứu nhầm người rồi kìa, cứu gấu. Vai. Rồi, đéo rồi á. Hai người ngồi cạnh nhau không biết là đang cứu ai, tự mãi sau ông mới bảo. Trời. Tôi đã bảo cứu Hủy mà ông không hủy. Tôi hủy một lần rồi, sao lại bấm lại thì lại bấm vào ông à? Đúng rồi đấy, tôi bảo cứu hiệu. Ông đứng cạnh nó, chả được tôi cứu nó. Ok, lỗi tôi. Lỗi rồi. Yên tâm. Mình sẽ lấy top 1 đèn cho gấu nhá. Không cần. Đậu phộng bọn này. Bọn này. Mày giết. Má, bọn này mỗi một cô gái chân yếu tay mềm ở trong tim nó cũng giết. Chúng mày sẽ phải trả giá. Mẹ đi ngủ bị bắt chơi. Ngủ làm gì? Ngồi ngủ. Cái gì cơ? Mà hôm 2 giờ ngủ. Mà hôm 2 giờ ngủ, hôm nay 2 rưỡi rồi. Ngủ làm gì tôi lại phải dậy. Đứa nào bảo ế đi. Hả? Đứa nào bảo ế đi. Lại vừa hai buổi chi? Lại vừa hai buổi chi? Ngủ làm gì tôi lại phải dậy. Không ai gọi dậy đấy trời. Bắn cái gì? Eo 5 chấm. Quái vật 5 chấm. Ôi, mới được 1 kill ông ơi. Uầy. Rồi thôi. Uầy. Có 1 đi, chỉ lên YouTube mà tìm tên. Rồi xong rồi. Không tìm tiếp thì hết, mệt. Đấy, lấy top 1 cho cấu rồi. Cái game thiệt là dễ đâu mà. Tao được rồi. Ôi cái game hủng dưới quần què vậy.